Hình chữ nhật này nha, hình chữ nhật này. Rồi bây giờ hình chữ nhật này tôi muốn là sao? Diện tích, đúng không? Tôi viết cái hàm public void xuất diện tích. Tôi xuất ra diện tích chiều dài nhân chiều rộng. Cái qua đây tôi gọi nó nè, chịu chưa? Ok không? Đâu 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 đâu. Nhưng mà bây giờ vấn đề nằm ở chỗ này nè. Bây giờ cái chỗ diện tích này nè, tôi chưa có muốn nó xuất ra, mà tôi chỉ muốn lấy giá trị của nó. Tôi làm tính toán cộng trừ nhân chia gì nữa, chứ tôi chưa có muốn xuất ra màn hình. Ok không? Thì chỗ này tôi sẽ có một khái niệm, nó gọi là return, là trả về giá trị á. À, trả về giá trị. À, là trả về. Trả về là sao? Khi mà anh kêu một cái gì đó, nó xử lý xong, nó trả về cho anh một cái gì đó. À, bây giờ tôi là men nè, đúng không? Tôi là men, tôi có cái bàn kìa. Rồi cái bàn nó có cái dù như tôi có con chó, chó nó có cái hành động là cái gì? Thôi tôi có cái bàn đi, cái bàn cũng được. Cái bàn nó có hình chữ nhật đi, có thể có tính diện tích, tính chu vi trong đó. Bây giờ tôi cần gọi tính diện tích, nó có diện tích, nó đưa cho tôi cái diện tích. Tôi lấy cái diện tích đó, tôi làm cái chuyện khác. Tức là nó có chuyện trả về dữ liệu. Ví dụ tôi là cái men, tôi có một cái thằng hỗ trợ của tôi, ví dụ như là đệ tử tôi. Rồi, thì sao tôi nói nó mua giùm ly cà phê coi. Tôi kêu nó là sao? Mua giùm ly cà phê thôi. À, tức là tôi có cái nhu cầu là kêu nó xử lý. Nó đi ra nó xử lý. Nó xử lý xong, nó phải làm gì? Trả về cho tôi cái ly cà phê đó. Chứ không phải tôi nói đi giùm mua, đi mua giùm ly cà phê coi. Nó ra một cái nó mua cà phê, nó mua ly cà phê xong nó ngồi vậy tại quán nó uống luôn xong đi mình không vậy. Có vô duyên không? Đâu được đúng không? Tức là mình kêu nó xử lý xong, nó trả về cho mình cái giá trị đó. À, hiểu không? Thì cái đó nó gọi là return. Nhìn cho kỹ, coi cho rõ. Chỗ này tôi không có cái hàm xuất nè. Tôi không có cái nhu cầu xuất ra màn hình, mà tôi muốn nó trả về giá trị. Thì chỗ này nó viết vậy nè nha, nhìn cho kỹ coi cho rõ. In diện tích bằng chiều dài nhân chiều rộng. Hiểu chưa? Tôi tạo ra cái bị diện tích. Rồi cái tôi lấy chiều dài chia chiều rộng, tôi có được giá trị. Rồi sau đó tôi dùng cái lệnh return diện tích. Ok không? Thì khi mà tôi return diện tích á, là nó sẽ báo lỗi ở đây. Là tại sao vậy? Là tại vì chỗ này tôi có một cái từ khóa là từ khóa void. Void là cái gì? Void là cái hàm đó đó, nó không có trả về. Cái hàm nó xử lý tự, nó xử lý luôn, nó không có trả về giá trị. Còn muốn trả về giá trị thì mình phải để cái kiểu dữ liệu trả về ở đây. Thì diện tích này kiểu gì? Kiểu in. Đâm ra chỗ này mình sửa thành in. Rồi. Ok chưa? Nè, thấy không? Return, tôi tính ra cái diện tích là bao nhiêu, đúng không? Xong rồi sau đó tôi return về diện tích đó. Thì chỗ này là mình xài lệnh return. Cái diện tích đó, cái return này phải là lệnh cuối cùng nha, return. Rồi chỗ này cái tôi để cái kiểu nó trả về. Ví dụ như chỗ này là float, thì chỗ này phải trả về cái này nè. Trả về thằng này mà float, thì chỗ này tôi phải để là float. Ok không? Hiểu chưa? Rồi, vậy giờ mình quay lại cái men. Mình gọi nha. C chấm gì? Gì? Xuất diện tích hả? Ồ, để chữ xuất không đẹp lắm nhưng mà kệ. Quý vị để chữ xuất nè, quý vị thấy nè, nó xuất nè, cái nó để in chỗ này nè. Ý nó nói là nó trả về một cái integer. Rồi tôi gọi hàm xuất. À, sự hàm xuất không hay lắm mà gọi là gì? Tính đi. Tính thì nó nghe hợp lý hơn, tính diện tích. Cho nên gọi là tính diện tích. Rồi, thì nguyên cái này nè, nó ra được con số diện tích đó. À, bây giờ khi nó ra con số rồi mình phải tìm cách mình tiếp nhận nó vô, đúng không? Bây giờ nó thí dụ tôi nói em ê đi mua giùm ly cà phê coi, cái nó chạy ra ngoài kia, nó mua ly cà phê, nó đem về, nó trả cho tôi, nó return cho tôi làm lơ, và tôi bỏ tôi đi không chơi, vậy nó vô ích. Đâm ra khi nó return cho mình thì mình phải đưa tay tiếp nhận, phải không? Tức là mình sẽ tạo ra cái biến, bây giờ mình tạo ra cái biến mình nhận nè, in is bằng. À, tức là nó ra được một cái giá trị, cái tôi tạo cái biến, tôi nhận giá trị đó. Vậy bây giờ x này chính là cái diện tích đó. Ok không? Rồi tôi muốn thì tôi xuất ra. À, diện tích. Rồi.
tôi cộng do x hay vậy nó trả về cho tôi à. Rồi diện tích 40 thấy chưa, mình gọi nó xử lý xong nó trả về cho mình một cái giá trị, giống như mình kêu nhóc đi mua cà phê, nó mua xong nó return về cho mình ly cà phê à, thì gọi là trả về giá trị, chịu chưa? Rồi ví dụ mình hoàn chỉnh cái này đi, ví dụ tính chu vi rồi chiều dài cộng chiều rộng tất cả gì nhân 2 rồi return chu vi rồi, chịu chưa? Thì bây giờ trong đây tôi có thể in y bằng chiều c chấm tính chu vi, rồi tôi có thể xuất ra đây hả? C chấm là mình truy xuất vô, truy xuất vô thuộc tính của nó, gọi là truy xuất vô phân tích của nó, thì tên đối tượng chấm tên thuộc tính, gọi là tên đối tượng chấm tên phương thức. Rồi xuất ra rồi, diện tích 40 chu vi 26 thấy không? Rồi thấy cách nó không, chịu chưa? Thậm chí là sao, hàm này nó cũng có thể gọi hàm kia được nè, nó cũng có trả cho hàm kia, dùng chiếc một cái hàm nữa xuất thông tin, rồi xuất ra nha, xuất ra nè. Rồi chiều dài cộng chiều rộng đó. Bây giờ chiều dài chiều rộng được rồi đó, nhưng bây giờ cái hàm này nè, trong cái hàm này nè, nó gọi hai hàm này luôn cũng được nữa à. Rồi chỗ này nè cộng diện tích, rồi gọi hàm này nha, gọi hàm nè, hàm gì, hàm tên gì, tính diện tích. Rồi tính diện tích hàm năm năm phải có mở tròn đóng tròn hay sao à, cộng do chu vi đó. Rồi chịu chưa, thấy không nó hơi dài ha. Đó mới thấy là sao, hàm này nó gọi hàm kia cho nên sức biến nè, nó sức bình thường, sức biến nó bình thường, con này nó sức hàm, nó gọi hàm, đâm ra là nó cái chỗ này nè, nguyên cái này nó return về con số đúng không, nó gọi đây nè, nó gọi lên cái hàm tính diện tích này nè, nó xử lý xong cái nó trả về con số hai cái chiều dài rộng nhân nhau, cái nó nhét con số ngay chỗ này nè, cho nên diện tích bằng cái con số đó. Rồi vậy qua bên đây à, thay vì tôi gọi là tính diện tích tính chu vi rồi này nha, thì bây giờ hình chữ nhật này tôi gọi nè d chấm chiều dài bằng 3, d chấm chiều rộng bằng 2, cái tôi gọi nè d chấm xuất thông tin, nó ra hết luôn chiều dài chiều rộng diện tích chu vi, chiều dài 3 chiều rộng 2 diện tích 6 chu vi 10, ok không? Đó. Hàm này nó gọi hàm kia, hàm này nó gọi hàm kia, hàm thông tin nó gọi hàm tính diện tích. Rồi được chưa, điên chưa? Thank you.